Xin chào bạn đã bên Lê Hương đây. Xin chào bạn nha. Yeah, ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, hôm nay mình lại tiếp tục series trò chơi con mực tiếp theo các bạn nha. Đấy. Thì các bạn ơi, hôm nay mình sẽ có hai trò chơi để cho những người chơi của chúng ta để trổ tài các bạn nha. Đấy. Vòng 1 đó là trò chơi qua cầu các bạn nha. Là như rồi. Có nghĩa là hai người cưỡi trên một cái cây đấy, rồi lấy cái đập vào nhau, ai mà ngã xuống nước thì người đấy sẽ thua, hiểu chưa? Rồi vòng 2 là gì anh nhở? Vòng 2 sẽ là đi trên gương các bạn nha. Đấy, mình sẽ làm gần giống với lại như ở trong Squid Game bạn nha. Hôm sau đây thì tí nữa sẽ biết đấy. Còn bây giờ là bắt đầu sẽ vòng 1. Đấy, bọn em hiểu nó chơi chưa? Hiểu rồi. Có thưởng không anh? Rồi, phần thưởng thì mình sẽ trao người mà tồn tại cuối cùng các bạn nha sẽ là 10 triệu đồng các bạn nha. Đấy, hôm nay các bạn ạ, có rất là nhiều người chơi các bạn nhá. Đấy, cho nên là rất là vui các bạn nhá. Thì các bạn thấy video này mình hay thì like, chia sẻ video của mình nhá. Các bạn có ý tưởng gì hay hãy comment dưới video này, mình sẽ thực hiện theo. Và bây giờ bọn em đã sẵn sàng cho chơi con mực chưa? Sẵn sàng. Let's go. Rồi các bạn ơi, vòng 1 các bạn ơi, đó chính là vòng này các bạn này. Qua vòng tre các bạn nhìn chưa? Đấy, cái vòng tre các bạn nhìn chưa? Ở dưới nó là một cái ao rất là bẩn các bạn ạ. Ai mà ngã đấy là chỉ có xác định luôn các bạn nhá. Yes. Thì các bạn ơi, bây giờ sẽ là bốc thăm các bạn ạ, để chọn người chơi cho mình nhá. Đấy. Anh ơi, rồi. Bốc đây. Mỗi người một tờ thôi. Bừa đây, cái này đi. Mỗi người một tờ. Số 4 thôi. Cứ từ từ. Đấy, số 4 sẽ đi cặp với số 4. Mấy chỗ mấy? Chỗ 1. Chỗ 1. Anh ơi, em đây. Đi về vị trí cặp 1 đấy. Vẫn luôn. Bay bay số 1 đó, ok. Hai đây, nhớ hai đây. Để rồi đây cho các bạn nè. Số 1. Rồi, bay đẹp bay nhau lại kia một cặp nha. Hậu với lại gì đấy? Tuấn một cặp bạn nha. Đấy, okay. Đây, Nguyên với lại Long một cặp nha. Di với Cường. Di với Cường một cặp. Mình cứ thằng dằn với thằng Long. Sẵn sàng chưa? Số 1 sẽ chơi trước. Okay. Hiểu chưa? Đấy, qua cầu này. Bắt đầu. Cặp số 1 sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Lao, đến với bạn bắt đầu nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Kéo ra. Cố lên. Cố lên. Chưa được. Bao giờ chân chạm đất cơ. Chân chạm dưới. Hai chân xuống dưới thì mới thua. Đập đi. Chân lại xuống dưới mà thua. Thua chưa? Rồi, Bách thua rồi các bạn ơi. Ok, đấy, Kiên thắng nha. Rồi, Kiên đi ra đi. Đến cặp thứ hai nào. Rồi, Bách thua nha. Nào, cặp số 2 sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, bắt đầu. Đấy. Ôi,
gần vào, vừa gần vào. Bạn bay được gặp bạn nhau cái thứ mà. Đánh luôn thằng giả. Đúng rồi, cho thằng giả. Hậu ngã nhá. Rồi, ok, hậu ngã rồi nhá. Rồi. Anh hậu đậu đầu quá. Đây là gì nhỉ? Tuấn. Tuấn thắng rồi các bạn nhá. Rồi, rồi, sang bên này đi. Mạnh quá nhỉ. Rồi. Các chú ba sẵn sàng chưa? Rồi, bắt đầu đi. Rồi. Ok. Cả thứ tư sẵn sàng chưa? 1, 2, 3 bắt đầu. Đó các bạn ơi, vòng 1 qua cầu mình sẽ mình thấy là Cường đẩy Duy xuống trước các bạn ạ. Cho nên là Duy sẽ thua các bạn nhá. Mình thua các bạn đấy. Các bạn ạ. Cái cầu đấy gãy các bạn ạ. Hai người lặng quá các bạn nhá. Đấy. Thì các bạn ơi, sẽ còn 4 người chơi các bạn ạ. Vòng 2 sẽ là vòng đi trên cầu kính các bạn nhá. Đấy, đây là cầu kính các bạn ạ. Ở đây là có những cái xô có nước và không có nước các bạn nhá. Đấy. Nếu mà nhắm vào xô có nước là sẽ thua cuộc luôn các bạn nhá. Đó. Bọn em hiểu chưa? Hiểu anh ơi. Đấy, những người thắng đã hiểu chưa? Hiểu rồi anh ạ. Đấy. Thì các bạn ơi, chỗ này là có 10 bước các bạn nhá. Và có 10 xô khác nhau các bạn ạ. Đấy. Đầu tiên là sẽ phải đi trên này, nhắm vào xô nước là thua cuộc các bạn nhá. Hiểu chưa? Hiểu anh ơi. Rồi. Thì bây giờ vẫn là số 1 sẽ đi đầu tiên. Đấy, số 1 đâu nhỉ? Bỏ dép ra. Đấy. Từ từ. Bắt lại anh mà bắt đầu đi đi nhá. Đấy, nhìn kỹ vào. Chỉ cần chạm chân sang bên, chỉ cần chạm chân đây là mình đã là chọn của cái đấy rồi, hiểu chưa? Không được thử. Rồi. Thế là anh chưa chạm được. Như thế là được. Nhưng mà đã chạm vào nó rồi là mình phải chọn nó rồi, hiểu chưa? Rồi, bắt đầu. Đấy, chọn đi. Chết này. Số 1 phải đi từng bước một, có được nhảy cao không anh? Không được nhảy cao. À? Đi từng bước một. Rồi, ok. Wow. Tiếp theo, bước theo. Mình cứ đi chéo các bạn ạ. Yeah. Rồi, số nước các bạn nhé. Kia đã thua. Thua ngay vòng đầu tiên các bạn. Rồi, ok. Sẽ đến người thứ hai. À, tiếp cho lối chân luôn. Rồi, lối chân đi. Đấy. Rồi. Đấy. Ok. Ai ra? Được đấy. Ui. Chết này. Mạnh không? Không sợ. Rồi. Người thứ ba. Khó đây. Đi luôn, đi từ đầu, phải đi từ đâu? Người thứ ba. Ui giời, dễ này, thấy chưa? Đi. Rồi. Thấy chưa? Rồi. Rồi đi. Kia, nhìn kia. Kia. Không, nhắm mắt đi nhá.
Đấy nhá. Rồi. Tiếp theo là cái gì đây? Chưa chưa không không cần đi thoải mái. Xuống rồi. Ok. Rồi. Ôi, rồi. Rồi. Không. Sẽ sắp xếp lại tiếp từ đầu. Ok. Rồi các bạn ơi, đấy ba người đi trên cầu kính ấy, ai cũng thua bạn nha, còn mỗi Cường thôi. Là bắt đầu đi, Cường. Cố lên nha. Đấy. Dành 500 đô của mình không phải là dễ đâu các bạn ạ. Bao giờ là dễ các bạn nhá. Yes, yes. Đi sai là thua. Đấy là rồi, cái đầu tiên lúc nào dễ các bạn ạ. Chân to quá, tí nữa dẫm sụt đây. Ui, sụt thật. Ui. Nào tiếp. Nếu mà chạm vào túi bóng, chạm vào xô là mình đã chọn nó rồi nhá, là phải bước vào. Cố lên, cố vũ đi. Cố lên, cố lên, cố lên. Đấy, chạm rồi. Rồi, ok. Đấy, xem giành được 500 đô của mình nhá các bạn nhá. Nhưng nó sụt cá hay không? Không, nhanh lên. Đấy các bạn ơi. Dùn lắm này. Dùn đấy. Suy nghĩ ghê nhỉ. Ái dạ. Ái chắc. Rồi. Tiếp đi. Đấy các bạn ạ. Rất là khó, không hề dễ các bạn nhá. Ái dạ. Rồi. Cùng lắm như Long thôi. Đến vòng cuối vẫn thua nhá. Cố lên. Nhanh lên đi. Cố vũ đi. Cố lên. Đúng rồi, cố lên. Rồi. Mạnh mẽ nào. Cố lên. Đây. Ui. Rồi. Cố ơi. Trái người trái đi. Trái đi. Rồi. Tuyệt vời. Ui, thẳng quá anh, thẳng quá. Đấy, kéo vỡ. Nhắm mày nhắm lên cả thanh nữa. Cố lên. Nhanh lên đi. Cố đất là chuẩn rồi. Ái dạ. Rồi. Xịt như lòng. Đấy, còn một cái cuối cùng các bạn nha. Nếu Cường bước vào xô không ấy thì sẽ được 500 đô của mình. Cường vỡ. Rồi, ok. Cường thắng các bạn nha. Yeah. Yeah. Wow. Đấy các bạn ơi. Rất may mắn các bạn ạ. Quá tuyệt vời luôn nhỉ. Yeah. Đấy, sâu lướt. Các bạn ơi, đấy, trò chơi con mực các bạn nha. Hôm nay hai trò của mình các bạn thấy hay không? Đấy. Các bạn thấy hay thì nhớ like, chia sẻ ủng hộ mình nha. Hôm nay Cường thắng trong trận chiến trò chơi con mực ngày hôm nay các bạn nha. Yes. Lát chân đồ lúc này của Cường các bạn nha. Vậy. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nha. Bye.